Rồi, đi đi. Thấy đứt rồi đó. Thấy rồi đó. Vô không lắc ra hả ấy lại. Đây. À, lên trên đỉnh gió mát ghê nè. Bông. Về canh nè, đó đó. Chờ. Chụp cho má ơi. Vô lên chụp cho bắn qua cho. Chụp em máy con bắn qua cho. Chụp cho con gửi qua Zalo. Tức mà không tắm thôi. Bôi đi. Đẹp không? Đẹp chứ sao không đẹp ha Đức ha. Ôi da, đồ mẹ đẹp gì vậy Đức? Gì? Ôi da, bằng áo kéo áo lên trường. Ôi đẹp quá vậy. Kéo áo xuống cù. Ai chậm cù á. Ủa? Bậy bạ không? Ai chung cù? Em chung cù. Đưa coi cho chị Tư. Đây nè. Nhìn thơ mộng nè. Đây lên trắng. Mình ghé chụp hình chút với anh. Lại em ơi, khép lại em ơi. La dùng nhé. Thế nào trong đó cũng có. Về coi trên YouTube nha. Đẹp chứ mà.
Vô, hai bà vô. Làm như ca sĩ vậy. Hai bà cho hai bà lên đỉnh luôn nha. Nhau đẹp trên đỉnh à, vườn bông. Ở cái nhà đập lá à. Bếp. Uống vậy. À, ơi. Đi dẫn ngoài đi. Đi. Dì Bảy ơi, Bảy. Bảy. Đẹp đó nè. Hả? Con nghe nè. Dì Bảy ấy đi chụp cái. Con đi lên đỉnh. Đưa hình đây, đưa phía này đây. Đưa máy cho con chụp. Không có tấm nào được hết trơn. Đưa nó đây. Rồi bảy máy về không? Khỏi. Nhắm mắt dài lúc. Này chị quay phim phải không? Không có giữ vị trí mà đảo. Đang quay hả? Mày đảo mắt quá chụp không theo kịp luôn. Đang cầm cái sách mẹ vô ra ngay chụp. Còn mắt mẹ lên gym nữa thôi chụp ra bật số đi chụp bả. Hai ba hai á chứ. Thấy chưa? Rồi. Mấy máy à? Quay máy. Rồi mày vô cái tôi quay cha. Cái con gì kìa? Cha liếc lên cha. Mẹ cứ tập trung thôi. Vô đi. Từ từ cầm máy nè, cầm máy quay phim nè. Đừng đừng cái động đừng để tay đây để tay lạnh mít. Mẹ mé bên đây nè. Nhờ làm gì á? Nhờ làm gì đó? Đẹp lắm rồi. Lại đó, cho mà quay con đó. Cái này rất hay đó. Đứng ngay đó đi quay, quay mặt lại đi. Con gì? Đứng đây mày quay tao đó. Rồi đó, con quay nè. Nóng lên tivi. Chọn quả vậy. Chưa, rồi chưa. Thôi, dạ, dám buồn tao xấu không? Con chưa có nhờ. Ba bên kia nữa là hai con kìa, chị Bảy. Chị Ba, chị Bảy. Quá trời thần. Người con quay chim. Đó, hai bà dì đứng á, hai bà dì á, đứng ngay cho cái mỏi, cái xấu. Rồi, người vợ, người dĩnh bên cái xấu á. Rồi, hai bà này lên đỉnh á, lên đỉnh, cái xấu. Lên đỉnh mùa đông. Trời ơi, dòng đất kìa. Dòng đất của đại ghê không? Rồi. Cười quá, thấy nước làm ta cười quá. Thằng làng. Nè vô, vô chụp tấm nè. Vô nha. Vô tôi bấm nè. Bớt, 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 bớt
khai sẵn rồi lo gì. Lên thanh kìa, lên thanh kìa. Rồi cái này nữa đưa lên mạng nè, em ngồi nhất trích chết rồi kìa. Dòng này cái dòng qua đá hết, ở trên đá còn còn. Đi vô bo bên đây nữa hả? Giờ đang xây cắt thêm. Đi đường này xuống Sa Mau. Ở đây mấy con khỉ nè, mấy con khỉ đẹp lắm nè. Đó, Tây Ninh lên trên đỉnh nè, tôi trồng bông quá trời bông. Vì ba lên đi, đi lên trên đó đi. Đi lên trên đó đi, con đứng lên. Lên. Ý trên đây nè, ý trên đây nè. Ờ, khỉ. Cái gì đó à, chú già lột ra. Cái đó là chú già chứ không phải chú sứ. Quần bông, áo xanh, quần rất bà ba nữa, rất bà ba, rất bà ba mà đó, Nguyễn lạc hả ta? Xích đầu rồi xuống rồi đứng rồi trời. Nguyễn lạc hả ta? Sao là ngồi vậy?
Giờ mát rồi, mở nón ra dì Bảy ơi. Dì Bảy ơi. Dì Bảy.